Rồi tiếp tục hôm nay giao lưu với anh em một cây tùng La Hán ghép tùng đọt đỏ nha anh em. Đó, dòng này ra đọt non là đỏ nha, tùng đọt đỏ thì nói sẵn đây nói luôn cho anh em biết nha, ra đọt non nó sẽ đỏ. Bữa này nó chuẩn bị già rồi nha anh em, chuẩn bị già rồi nha, già nó sẽ xanh giống như thế này hết nha, còn ra đọt non nó sẽ đỏ nha. Anh em chơi chuyên nghiệp anh em nhìn lá anh em sẽ biết nha. Đó, cây này hoành eo 72 nha, hoành eo ngay đây 72 nha, cao 80, tán ngang của nó là 1m3 nha. Đó, chỉnh sửa cực kỳ chi tiết luôn nha anh em, hàng không có vê bổ gì hết nha. Nó nguyên cục thịt nạc luôn. Đó, tùng La Hán ghép tùng búp đỏ, em có nhu cầu thì cứ alo em nha, số thoại 0979582872 nha anh em. Đó, Zalo Facebook số đó luôn nha. Đây, đó, hơi khó anh em thông cảm, quay vòng vòng cho anh em xem luôn, kỳ chi tiết luôn. Anh em có nhu cầu thì cứ alo em nha, nhấc máy lên alo em. Đây, duyên cái dàn form của nó nè. Anh em nào có nhà ý thì cứ alo em nha. Cây ở Cai Lậy Tiền Giang nha anh em, em ở Cai Lậy Tiền Giang nha. Anh em nào ở gần thì có thể đến tận nơi xem và mua cây luôn nha. Rồi, xin chào tất cả anh em nha.